Và quay lại chuyên mục hồi đáp ngày hôm nay thì có những ý chính sau đây: uống nước ép cà chua sau mỗi bữa ăn có giảm cân không? Phải chăng cardio tập? Phải chăng cardio trước tập tốt hơn cardio sau tập? Có thể dùng rượu xoa bóp cho cơ bắp sau mỗi buổi tập không? Đang trong độ tuổi dậy thì có nên tập tạ nặng hay không? Đầu tiên là câu hỏi mang mã số 862. Anh cho em hỏi con số 2,2 lean body mass để giữ cơ ở đâu ra vậy anh? Liệu có đúng trong mọi trường hợp không? Có khi nào người này là 2,4, người kia là 2,1 không? Câu hỏi phụ của em là muốn giữ cơ, muốn giữ cơ thì nạp đủ 2,2g hoặc hơn mà không tập nữa thì có sao không anh? Cảm ơn anh nhiều. Đương nhiên câu hỏi của bạn, bạn đã biết hỏi như vậy thì bạn cũng phải tự trả lời được rồi. Con số 2,2 chỉ là một con số tượng trưng thôi, chứ đâu phải là bắt buộc người này người kia nó phải giống nhau y chang 2,2. Như bạn nói, có thể người này 2,1 mà con người ngốc có thể người kia 2,3, thì tùy mỗi người thôi. Con số là số trung bình, trong tính toán bao giờ cũng có sai số hết. Đó là cái nguyên tắc, không bao giờ có một phép tính nào mà chỉ có một số chuẩn thôi. Đó là phép tính vớ vẩn. Rồi câu hỏi phụ của bạn là cái gì? Nếu mà bạn muốn giữ cơ thì bạn nạp đủ 2,2g hoặc hơn mà không tập nữa thì có sao hay không anh? Có sao là có sao gì, Dung không hiểu bạn có bị tụt cơ hay không, đúng không? Tụt cơ nó phụ thuộc vào hai nguyên nhân. Một là protein nạp vào có đủ hay không, đúng không? Và thứ hai nữa, nếu mà trong khoảng thời gian tương đối dài mà cái cơ bắp của bạn nó phát hiện ra rằng bạn không có nhu cầu tập luyện nữa, tức là bạn không có nhu cầu là phá hủy nó, bạn không có nhu cầu là tái tạo nó nữa, cơ bắp của bạn nó sẽ nằm im chỗ, và lúc đó làm số 2,2g của bạn nó trở thành vô nghĩa. Nó sẽ trở nên vô nghĩa và bạn quay lại người bình thường thôi. Bạn người bình thường thì cần nhiều? Người bình thường thì chỉ cần khoảng chừng 1g 1, 1g 2 thôi là đủ rồi, tức là bạn giảm lên gram. Còn người tập thể hình thì mới là 2,2g. Rõ ràng nó là như vậy, bạn phải quan điểm cho nó đúng. Nếu bạn không tập nữa thì giá trị cuộc sống của bạn nó sẽ giảm và giá trị thể hình của bạn nó giảm, và lúc đó là số tiền bạn đổ vào để mua protein nó cũng giảm luôn, và tất cả đều giảm. Bạn nên cân nhắc kỹ, mình đang tập luyện thì mình cứ duy trì thói quen tập luyện thôi. Duy đang nó nghỉ ở đây là nghỉ luôn, tức là nghỉ trên tháng, chứ còn nếu bạn nghỉ có một tuần thì bạn tập lại thì nó cũng chưa có FP gì đâu, nó cũng vẫn bình thường. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 863. Chào anh Duy, theo anh nghĩ uống nước ép cà chua không đường sau mỗi bữa ăn thì có giảm cân hay không? Cảm ơn anh Duy. Theo anh nghĩ thì không, tại vì anh không tìm được cái lý do nào nó hợp nó giảm cân. Rõ ràng bây giờ nguyên tắc giảm cân rõ ràng là calo nạp vào nó phải thấp hơn TDE, đó là nguyên tắc bắt buộc. Và thứ hai, em cần phải có cái sự vận động trong ngày để cho cái mình tạm gọi là cái hệ số trao đổi chất của em nó tăng lên, thì lúc đó mỡ nó mới có nhu cầu nó đốt nó giảm. Trên đời này không có một cái chất gì ăn vô giảm cân cả, không có một cái gì mà nó ăn vô nó giúp mình giảm cân cả. Bởi vì những cái bài báo đó ăn bưởi giảm cân vớ vẩn. Bưởi nó có thể đúng trong cái trường hợp nó hỗ trợ trong cái thực đơn giảm cân mà thôi, chứ không có một trên đời không có sản phẩm nào mà ăn vô mà giảm cân hết á. Bây giờ lấy ví dụ, bây giờ trên lý thuyết chứng minh rằng chất béo tốt, tức là dòng omega đó, nó sẽ giúp bạn giảm cân, đúng không? Nó sẽ giúp bạn giảm cân, rõ ràng đó đúng. Nhưng mà giờ nếu bạn uống viên omega 3 rồi vô, xong rồi bạn nằm ở nhà bạn ngủ, thì cái viên omega 3 đó nó cũng là chất béo thôi, thì nó cũng sinh năng lượng thôi, nó cũng sinh ra 9 calo bình thường, chứ đâu có kiêng cử gì đâu, không có ý nghĩa gì trong việc giảm cân cả. Rõ ràng giảm cân nó phải kết hợp với tập luyện, giảm cân nó phải đúng những cái nguyên tắc giảm cân thì nó mới giảm cân, chứ trên đời này không có một cái thực phẩm nào giúp cho mình giảm cân cả. Còn nếu mà có đi chăng nữa, cà chua này đúng không, năng calo thấp, có uống vào cảm giác no được, thì nó sẽ giúp cho bạn không thèm ăn, nó giúp cho bạn không thèm ăn, cái bụng bạn nó cứ đầy đầy và không có muốn ăn nữa, thì bạn không có nạp tầm bậy tầm bạ nữa, thì nó sẽ hạn chế calo hơn. Nó giảm cân, nó giúp giảm cân là nó làm những cái việc như vậy, chứ không phải uống một ly nước ép cà chua xong rồi ngồi đó cầu nguyện rồi ăn uống vô tư, nói thôi giảm cân mà đọc báo giảm cân sợ gì, ngài quốc cho 10 ly 10 ly ăn uống bình thường luôn, bạn giảm cân bằng niềm tin nè. Không nha, cá nhân anh nghĩ không có cái chuyện mà uống sinh tố gì đó sau khi ăn thì nó sẽ giảm cân. Nguyên tắc giảm cân em bằng mọi cách phải làm được cái năng lượng nạp vào nó thấp, không bằng cách này thì bằng cách kia thì nó mới giảm cân được.
còn bây giờ năng lượng nó cao hơn, không bao giờ giảm đâu. Rồi bây giờ có thể dùng rượu xoa bóp cơ bắp, dùng rượu để xoa bóp cơ bắp sau mỗi buổi tập hay không? Xin chào anh Duy và chị Hương. Anh Duy cho mỏi có thể dùng rượu thuốc để xoa bóp giảm mệt mỏi đau cơ sau khi tập thể hình bao giờ chưa? Em tính ngâm rượu rồi để xoa thư giãn cường gân kiện cốt. Câu này anh thích nè. Thì có được không anh? Em cảm ơn anh và chị Hương. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Vì buôn mai bán đắt rồi con cháu đầy đàn, nói chung là bạn chúc một bài luôn, rất là dài. Duy cảm ơn là chúc của bạn. Giờ bạn hỏi là anh có dùng cái đó làm bao giờ chưa, thì cuộc đời anh trả lời là hình như là cũng có, chứ không phải không có đâu. Lúc mới tập thể hình đó thì nó đau nhức quá, chịu không nổi cũng bóp chơi vậy đó. Nhưng mà thật sự cảm giác nóng của dầu nó sẽ làm mình quên đi cảm giác đau. Nhưng mà bây giờ khoa học đã chứng minh rồi, cảm giác đau vẫn còn đó, chẳng qua nó dùng một cảm giác khác để đánh lừa cơ thể mình thôi. Anh nghĩ rằng cái rượu thuốc nó sẽ có tác dụng trong một số trường hợp cụ thể, ví dụ như là chấn thương. Còn anh không nghĩ là nó sẽ có tác dụng trong vấn đề tập thể hình. Tức là tập thể hình mà mình tập bình thường, tức là cơ thể mình không chấn thương, thì cái rượu thuốc này nó không có tác dụng gì cả. Mình không cần phải so nó làm gì cả, ngoài trừ muốn cảm giác nó nóng một chút xíu thôi. Còn ví dụ như mình đi tập tạ mà vô tình mình đá chân hay nó bông chân hay nó bầm móng hay nó sưng ú lên cục gì đó, đó thì bôi rượu thuốc thì có thể đó là bài thuốc gọi là thuốc nam, thuốc đông, thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc gì đó. Nói phải nói cho đúng, nãy giờ gì nói hơi bị nhảm, các bạn cũng thông cảm. Cái này có thể là một bài thuốc nam đúng không? Thuốc nam này như bạn nói là cường gân kiện cốt gì đó thì có thể nó đúng trong trường hợp chấn thương, còn trong trường hợp bình thường thì anh không nghĩ nó là có tác dụng. Bạn không cần phải phí thời gian để làm cái công đoạn nó làm gì cả, đỡ mất công mình mà đỡ tốn tiền mua cái chai rượu thuốc nữa. Đương nhiên học võ là cần nha, tại vì thực tế chứng minh là học võ là bị chấn thương lia chia đánh nhau hay bầm chỗ này bầm chỗ kia thì cứ lấy rượu thuốc mà bóp thì cái đó là có. Còn tập thể hình thì không. Rồi tiếp theo, rồi xong rồi. Kính chào toàn thể anh chị thể hình nói riêng và anh Duy nói chung. Ủa là sao nó ngược ta? Sau mấy câu hỏi đáp dạo này Duy hơi bị bực mình đó, chỗ là cái bộ phận biên tập mà biên tập câu hỏi là cũng như không à. Tức là biên tập câu hỏi mà có một bạn còn phàn nàn đó là: ủa em hỏi là 400mg caffeine mà sao anh bộ biên tập nó sửa ra mất tiêu 2.0 mà còn có 40. Ủa sửa ra 1.0 mà còn có 40 à? 40 hỏi làm chi? 400 mới hỏi chứ. Thì rõ ràng Duy hoàn toàn đồng ý với bạn. 400 mới là men, còn 40 bình thường. 400 uống vô cảm giác say sẩm rồi đó. Thì 400 mới là vấn đề, chứ 40 chả ai vấn đề mà. Bây giờ cũng hy vọng là cái bộ phận biên tập này biên tập lại những câu hỏi này một cách nó rõ ràng hơn. Chứ tự nhiên kính chào toàn thể anh chị thể hình online nói riêng và anh Duy nói chung là sao? Vì cái chung và cái riêng ở đây có thể là Duy không nói bạn. Có thể là mình là một nhân streamer, đôi khi câu chữ của mình nó cũng không được gãy gọn lắm, cũng như câu chữ của mình nó không được gọi là logic cho lắm ha. Nên chuyện này chuyện bình thường. Nhưng mà bên Thành Online có một bộ phận, một đội biên tập câu hỏi nữa. Tức là sẽ biên tập câu hỏi này để thành văn, nó chấm phết cho nó rõ ràng, để lên đây Duy đọc á, thì nó cho nó nhanh. Chứ còn nếu mà không chấm phết mà Duy cứ cấm đầu đọc, Duy chả biết nhắc chỗ nào nữa. Đôi khi ý Duy hiểu nó cũng sai nữa, sao đó là chính xác được. Em có một vấn đề mong anh giải đáp là gần đây. Rồi xong phẩy một cái. Em có nghe đứa bạn giới thiệu đến một loại reward cao là ESB của Metabolic. Thì nói chung là cái hãng này lạ quá. Cái hãng này không lạ, cái hãng này thì anh biết, mà sản phẩm này nó quá lạ. Mà cái hãng này nó quá nhỏ, anh cũng không quan tâm luôn. Không biết anh đã từng dùng qua chưa. Em có nghe nói là coi thứ hãng web để biết nó có phải hãng tốt hay không, mà em thì quê mùa, không biết coi là như thế nào và không biết coi ra làm sao. Thì em không biết coi thì mới hỏi đúng không? Em mới hỏi thì anh biết thì phải trả lời cho em, chứ còn anh mà không trả lời cho em thì anh cũng cảm thấy ác. Nói về những thực phẩm bổ sung trên thế giới hiện nay mà những cái hãng lớn và những sản phẩm chất lượng thì hầu như là anh đều biết hết. Những sản phẩm nào mà anh không quan tâm hoặc là những sản phẩm nào mà anh chưa biết thì vấn đề em lại coi lại chỗ em thôi, chứ không phải là chỗ anh nữa. Đó là sản phẩm này em không cần phải quan tâm làm gì cả. Ngay cả cái hãng Metabolic này nó cũng là hãng rất là nhỏ, mà cái sản phẩm này là sản phẩm nào cũng rất là kém. Không phải là Duy xin lỗi, Duy không dùng từ kém,
một sản phẩm của hãng nhỏ thì Duy không bao giờ thường, không bao giờ là quan tâm cả. Tại vì những hãng này chưa có giấy tờ, những hãng lớn hơn hãng này mà còn chưa có giấy tờ nữa thì Duy có thể dùng phương pháp loại suy là những hãng này chắc nó cũng chưa có giấy tờ. Nhưng mà thôi kệ nó là hãng nhỏ đúng không? Giờ trong cuộc sống đôi khi phim tàu nó có một câu hay lắm, người không gì mình trời tru đất diệt. Thì thôi bây giờ Duy cũng cố gắng bảo vệ Duy cái đã. Thì bây giờ những hãng nhỏ này để cho anh em thí nghiệm hết đi, anh em bên Mỹ á nha, chứ không nói đem Việt Nam. Tại vì không giấy tờ chắc chắn không thể nào nhập chính hãng về Việt Nam được rồi, có nhập thì xách tay buôn lậu cho nó vui thôi. Thì để anh em bên Mỹ thí nghiệm trước đã, để 2-3 năm sau coi người ta đánh giá như thế nào và cái hãng nó có phát triển mạnh hay không thì lúc đó mình tính sau. Còn bây giờ trước mắt nó còn nhỏ quá thì thôi đừng quan tâm, anh cũng không quan tâm hãng này và anh khuyên em cũng không cần phải quan tâm những hãng nhỏ như vậy. Đồng ý là bạn bè giới thiệu là tốt, nhưng mà bạn bè giới thiệu nó phải đúng cái đã, chứ còn không mà mình nó căn bản nó sai mình xài theo thì nó lạ lắm. Mà nếu mà cái sản phẩm này em mua bên Mỹ thì anh không gì để nói, còn nếu mà em mua bên ở Việt Nam á chắc chắn là hàng supply 100%, hoặc là hàng lậu, hàng gian, hàng giả, hàng nhái gì đó anh không biết, nhưng mà chắc chắn không phải là hàng chính hãng. Còn cái chuyện mà không biết coi thứ hạng website thì cũng là bình thường thôi, cái này chuyên ngành IT, chuyên ngành IT và chuyên thì máy tính thì mới biết được những kỹ năng này, và dựa vào những cái kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như kinh nghiệm trong kinh doanh cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực gọi là máy tính này nọ kia, mới có những cái tool và những cái cách nhìn nó chi tiết, nó khách quan về cái quy mô tầm vóc của một công ty. Thì em không biết là chuyện bình thường thôi, em biết mà là chuyện lạ ha. Thì rõ ràng như anh nói rồi, một lần nữa lặp lại, đó là cái hãng này em không cần quan tâm và sản phẩm của hãng này cũng không cần phải quan tâm. Mà nếu mà em hỏi câu hỏi này reward cao đúng không, em xài những hãng nó nổi tiếng thôi, nổi tiếng nó biết, như C4 xài được nè, rồi Superboom giờ chết queo rồi, không quan tâm nữa, nó lên đời version 3.0 rồi, nhưng mà cái hãng nó sắp chết rồi nên cũng không nhập Superboom nữa, nên em cũng không cần phải quan tâm Superboom làm gì nữa. Superboom cũ thì còn xài được, còn Superboom mới thì thôi. Như là PomHD nè, OneMA nè, rồi sau này anh nhập thêm một reward cao cực đỉnh nữa, nhưng mà tạm thời anh sẽ bí mật, anh không công bố ở đây, khi nào anh làm xong anh mới nói, chứ anh không thích anh vừa nói vừa ra. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 866. Xin chào anh Duy đẹp trai và chị Hương xinh đẹp, bạn này biết cách lấy lòng người nè. Em tập thể hình cũng khá lâu rồi, nhưng gần đây mới mò mẫm được kênh thể hình online trên YouTube, như xóa nạn mù chữ luôn, bạn này cũng khá hài hước. Em ngày nào cũng lên xem cày cuốc kênh của anh chị cũng được tầm 2-3 tuần rồi. Em rất ưng phần hỏi đáp vì nó cho em nhiều kiến thức nghe xong rất sướng. Nếu mà em nghe xong rất sướng thì anh có nên là em tiếp cho tụi anh một cái liều là liều doping tinh thần á, hay là liều reward cao á. Doping tinh thần thì nó dùng cái từ nó nặng quá, thôi giờ dùng reward cao đi cho nó gần gũi với nhân streamer. Tới đâu rồi ta? Em cao 1m83, nặng 81kg, phát 14%, BMA 1850. Bạn cao 1m83 là hơn Duy 11cm. Mà BMA của bạn bằng Duy thì Sirocker bạn yếu à? Vậy cơ bạn thấp. Mục đích của em khá lâu rồi là phần cơ bụng nổi rõ như mấy kiểu bác fitness model. Em đã thử nhiều cách tập nhưng gần đây xem kênh của anh chị em mới biết ra hẳn một phần quan trọng là cardio mỗi buổi tập vào cuối tuần. Em có nhớ anh Duy hướng dẫn là nên dành 20 phút cardio, nhưng mà hôm nay em vô tình tìm đến cái trung tâm California gần nhà, chuyên viên lại tư vấn là phải cardio 30 phút trước tập. Nếu tập sau là phản khoa học rồi đốt cơ các kiểu. Nhưng mà em thấy tập 30 phút trước tập xong rồi em không còn sức để tập tiếp. Và câu hỏi của em, anh hãy một lần nữa giải đáp giùm em là cardio trước tập hay sau tập, và nên vì sao nên tập hoặc trước hoặc sau để em vững vàng hơn được không ạ? Xin cảm ơn. Cardio trước tập hay sau tập phải coi bạn cardio như thế nào. Nếu bạn cardio của độ chậm đúng không thì bạn trước tập sau tập chả gì khác. Nếu mà cardio cường độ chậm tức là bạn đi bộ á, thì bạn cardio nó đóng một cái vai trò như là một cái buổi warm up thôi, nhưng mà nó warm up chưa đầy đủ, nó chưa warm up cái phần chân thôi, nó warm up cái phần nhiệt của cơ thể nóng lên thôi, còn mấy cái khớp trên nó chưa warm up. Còn cardio cường độ cao thì như Duy nói là Duy không có bao giờ Duy đồng tình với cái quan điểm mà cardio trước tập. Cardio trước tập rồi sau tập cái gì,
Nhưng mà cái này nó cũng không hẳn là nó sai. Ví dụ như bây giờ cardio trước tập và tập tạ sau tập thì nó dành cho ai? Nó dành cho những người mục tiêu là giảm mỡ thôi. Mục tiêu là giảm mỡ, cơ bắp kệ mày, không quan tâm, tao giảm mỡ thôi, đốt calo thôi. Thì có lẽ là bạn vô tình bạn tiếp cận nhầm cái ông BT mà chuyên giảm mỡ, nên cứ cho bạn chạy thì hụt, bạn chạy banh sát thôi, rồi bạn xuống bằng đẩy để nổi, không đẩy nổi thì đẩy nhẹ, đẩy nặng không quan trọng, miễn có tập thôi. Tập càng nhiều càng tốt đó, tập càng nhiều càng tốt, tập càng nhiều thì cái hiệu quả giảm cân của bạn càng tốt, thì người ta dễ lấy tiền bạn ở chỗ này. Nhưng mà Duy nhìn vào cái cân nặng và chiều cao của bạn là Duy thấy là như bạn đang thiếu cân chứ không phải dư cân đâu. Đọc lại có đúng không? 1m83 nặng 81. À cũng không thiếu lắm, nói chung là cũng vừa người. 1m83 nặng 81 mà BMA của bạn thấp vậy là bạn cơ bạn chưa có đủ, chắc chắn bạn leo lên máy e-body test. Ở trong phần trong Cali chắc chắn là nó sẽ có máy e-body test, bạn lên bạn đo đi. Cơ bạn chưa bao giờ, có thể là cơ bạn nó chưa có nằm tới mức over đâu. Nếu mà cơ nằm over, BMA nó còn khủng hơn nữa, với chiều cao 1m83 mà cái chiều cao của bạn 1m83, BMA bạn có 1m850 thôi, là cơ bạn đang nằm trong giải normal. Theo kinh nghiệm của Duy là như vậy đó, bạn thử kiểm tra có đúng hay không. Mà một người Duy không còn biết fitness hay không fitness mà muốn ra cơ thì cơ nó phải vượt qua cái ngưỡng normal nó mới có cơ, cơ nó mới đẹp. Còn cái ngưỡng mà mới chỉ là normal thôi, rất là bình thường á, thì cho dù bạn giảm mỡ đi cực tốt đi chăng nữa thì nhìn có cơ đó, nhưng mà chắc chắn cái người bạn nó chưa đẹp toàn, nó chưa đẹp hoàn mỹ được, nó vẫn có một cái vẻ gì đó, nó nhìn nó gầy guộc mà nó thiếu cơ. Rõ ràng muốn làm gì làm, cơ over đi rồi tính nha. Thì mục tiêu quan trọng nhất của bạn bây giờ là build cơ thôi. Cái tỷ lệ mỡ của bạn là đang là 14% thì nó cũng không cao, bạn cũng không sợ nó tăng nhiều đâu. Và rõ ràng trong cái trường hợp của bạn thì cardio trước tập không bao giờ đúng cả. Nếu bạn cardio được cường độ cao, như chính cơ thể bạn đã trả lời rằng bạn cardio xong bạn mệt quá trời rồi bạn tập gì nữa, thì rõ ràng bạn cardio xong bạn mệt quá trời thì buổi tập bạn thất bại, bạn vô bằng mỗi cardio thôi chứ bạn tập được gì nữa, đúng không? Thì rõ ràng đây là một cách tập không đúng. Và nếu mà bạn thuê BT bạn có trả tiền thì Duy nghĩ là bạn hoàn toàn có cái quyền để được hỏi, tức là bạn hỏi anh chỉ tôi tập gì để làm chi, mà trong khi giờ tôi muốn tập tạ mà anh cho tôi tập cardio thì tôi mệt quá trời, tôi tập kiểu gì đó, để coi BT bạn trả lời sao. Mục tiêu của tôi bây giờ là tôi tăng cơ đó, không phải tôi giảm mỡ đâu. Còn cardio gì mà cường độ cao 30 phút rồi xong rồi tập nữa là không được. Rồi bây giờ em kêu là giải đáp một lần nữa, rồi giải đáp rồi, và vì sao tập trước hoặc tập sau, rồi cũng nói rồi, rõ ràng cardio là phải để sau. Cho dù ví dụ bạn tập tạ xong, cái cardio cái sức nó khác cái tạ, tức là cardio nó mệt thì nó mệt, nhưng mà nó không phải vận dụng nhiều sức như là tập tạ. Tập tạ bạn tập mệt rồi bạn vẫn có thể cardio được, nhưng mà ngược lại chắc chắn không bao giờ đúng cả. Cái này là kinh nghiệm xương máu, phải kinh nghiệm xương máu, tại vì thừa kinh nghiệm nó chỉ biết chuyện này. Và một cái vấn đề đơn giản là lấy ví dụ qua bài tập tạ luôn, chứ không cần phải là nói ví dụ bài cardio với tạ nữa. Bây giờ có hai bài đúng không, bài barbell row với bài lat pull down, bài nào tập trước bài nào tập sau. Bây giờ nếu bạn tập lat pull down trước thì chút bạn qua bằng barbell row yếu xìu, barbell row hết nổi không còn sức nữa. Nhưng mà ngược lại bạn tập bài barbell row, tức là bài việt lưng á, bạn tập trước sau đó bạn quay qua bằng kéo xà thì vẫn bình thường, vẫn đơn giản, vẫn y chang, không khác nhau mấy về sức. Thì bạn cứ làm thí nghiệm đi. Cái chuyện này là cái đòi hỏi là cái kỹ năng và thâm niên tập luyện thì có va chạm rồi mới biết. Thì Duy xin chia sẻ lại với bạn cái sự va chạm và cái kiến thức của Duy về lĩnh vực này. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 867. Chào anh Duy, em có một vấn đề cần anh tư vấn. Em sinh năm 99. Bạn 99 là bạn bằng tuổi của bạn Trần Ngọc Luân, á quân của Simmer Thực Phòng 3, cũng là giải Michelin luôn. Bạn Trần Ngọc Luân có một cái hệ số lên tuyệt vời là 7.6. Em đang tập thể hình từ đầu năm lớp 9. Để coi bạn năm nay là bạn bao nhiêu tuổi ta. 99, năm nay 2005 là 16 tuổi. Nếu mà học đúng tuổi thì lớp 10. Lớp 10. Bạn lớp 9 bạn tập được 5. Do kỳ thi chuyển cấp lên lớp 10 nên phải bỏ thời gian đến nay và tập lại được 3 tháng. Năm 2015 là em được 16 tuổi và trong đầu tư thì và phát triển tối đa về chiều cao. Nhà em có mấy người anh họ tập thể hình cũng khá lâu, có khuyên em còn nhỏ trong độ tuổi phát triển đừng nên tập tạ sớm, có hại cho sức khỏe, sau này lớn lên sẽ hư cơ
và những người tập tạ sớm không cao lên được nữa vì cơ thể chưa phát triển đầy đủ, đợi qua 18 tuổi đợi qua 18 tuổi rồi cũng tập không muộn. Em cảm thấy hoang mang. Vậy theo anh có nên đợi qua 18 tuổi tập hay không? Em bước vào em đã có ước mơ thể hình từ nhỏ, nếu bỏ em buồn lắm. Chứ không đồng tình với cái quan điểm là cứ đúng là phải đợi 18 tuổi mới tập. Và không thể hình là không phải là tập là không phát triển được chiều cao. Và thể hình cũng không tập là hư cơ và già như những lập luận của những ông anh họ của em. Anh không đồng tình ở những quan điểm này. Em vẫn cứ tập thể hình bình thường. Đó là một lời khuyên thật sự của anh. Em tập thể hình bình thường nhưng mà tập với một cái cường độ cao. Tạ vừa vừa thôi, đừng có ham mấy anh suối mắc OT mà quất vô mắc OT, cái đó là không đúng. Nó chỉ phát sinh ra vấn đề khi em tập sai và khi em tập quá nặng. Khi em tập quá nặng thường tập sai. Nó vậy đó. Em tập thể hình sai nó mới có vấn đề, còn nếu mà em tập đúng thì nó sẽ giúp em phát triển về tố chất sức mạnh, sức khỏe, sức bền, cả về chiều cao của em và vẻ đẹp hình thể của em. Nói tóm lại, em tập cho nó đúng, đúng kỹ thuật là được. Em nhìn vào những cái video hướng dẫn tập luyện của anh thì em có thể tham khảo và tập theo những cách như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho em và nó sẽ hiệu quả hơn cho em. Và nếu mà cần trao đổi thêm về cái gì nữa thì em cứ hỏi không sao cả. Câu hỏi của em đọc thì có dài nhưng mà chỉ cần một cái câu trả lời là có hay nên không thôi, thì anh trả lời thẳng thắn với em rằng em vẫn phải tiếp tục duy trì ước mơ tập thể hình của mình. Đó là một cái ước mơ tốt, không có lý do gì mình còn phải bỏ cả. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 868. Chào thầy online, chào anh Duy. Cũng theo dõi kênh online đã lâu, hôm nay mới mạo muội hỏi anh Duy một vấn đề về bài tập barbell bench press tại nhà ạ. Vì năm nay là năm cuối ít lên trường hơn nên có thể làm một số tạ tây và đòn để tập mỗi lúc về quê. Anh cho em hỏi là không biết có phải do thanh tuyết nhôm rỗng dài 1m7 nhẹ quá hay không mà mỗi khi em đẩy tạ lên, ngày hôm sau em mỏi rời cơ tay mà không thấy cơ ngực gì hết. ghế nằm rộng 25cm, còn khi tập trong phòng gym thì em vẫn đau cơ ngực bình thường. Và khi đẩy thì em gồng cơ ngực lên để tạ. Em tập được 4 tháng nhờ xem các video và giải đáp của anh nên ở công em cũng tạm ổn. Vì vậy vì tập tại nhà nên em chỉ tập được một số bài ngực với cái ngang thôi. Một buổi tập 7-9 hiệp, mỗi hiệp từ 8 đến 10 rep, khoảng từ 85-90% qua đến mắt. Anh xin cảm ơn. Đúng như em nói rồi, rõ ràng thiết bị thể hình nó đi theo từng cái phân cấp. Thiết bị càng chuẩn, bao giờ tập nó cũng sẽ tốt nhất. Thiết bị chuẩn, thời gian tập luyện của em nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ ngắn hơn, tức là thành công nó đến với em ngắn hơn. Và sức khỏe em phát triển tốt hơn. Và an toàn, nó sẽ an toàn cao hơn. Còn thiết bị phòng gym nó không chuẩn, tập bác đã chán rồi. Mà huống chi đây là thiết bị nhà em tự chế nữa. Em tự chế nữa thì cái ống tiếp bằng nhôm của em nó nhẹ te, đúng không? Hai đầu tạ nó nặng như vậy thì cái lực nó phân phối không công bằng một cái, và cái tác dụng lực nó sẽ khác. Tác dụng lực nó sẽ khác chút xíu. Mà em đã tập quen với thanh đòn nặng rồi, em đã tập quen ở trong phòng gym rồi. Bây giờ về nhà em tập kiểu khác thì cái cơ bắp của em nó cũng chưa có định hình ra được đâu. Và rõ ràng đây là một cái cách tập nó không được đúng cho lắm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ em về quê đúng không? Em về quê, em nghỉ Tết, em lên trường thì có làm sao chơi vậy thôi chứ biết sao giờ. Tại sao em tập cả đục cục dumbbell đi, barbell chi? Đúng không? Em dumbbell nó sẽ tốt hơn, dumbbell nào cũng như dumbbell nấy. Dumbbell thì nó không có một sự chênh lệch nhiều quá. Tại dumbbell là cái đòn nó rất là ngắn, nó ngắn ngủn bằng cầm vừa tay và bằng đẩy thôi. Thì bạn nên đổi qua dumbbell chơi cho nó dễ hơn. Còn barbell á, thiết kế không chuẩn tập đôi khi nó nguy hiểm lắm. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 869. Chào anh, em rất muốn hỏi anh về cơ bụng. Em tập bụng được hai bài sau hanging knee crunch với tạ dumbbell 6kg, 3 hiệp từ 8 tới 10, 3 hiệp từ 10 tới 12 cái, và decline ab crunch với tạ dumbbell 20kg, 3 hiệp từ 8 tới 10 cái. Em nghỉ giữa các hiệp chỉ 30 tới 60 giây. Em tập bụng như vậy nhưng hôm qua không có cảm giác đau nhức cơ bụng. Nhưng khi em tập theo clip 8 phút có cơ bụng săn chắc trên YouTube, em nghĩ là biết clip này thì hôm qua em có cảm giác đau nhức cơ. Anh có thể giải thích giúp em hay không? Cảm ơn anh. Clip 8 phút gì trên YouTube thì anh không biết, nhưng mà anh biết trên YouTube có rất nhiều cái dạng clip như vậy. Mà bây giờ bạn tập
bạn tập theo những bài duy chỉ đúng không? Bạn tập theo những bài duy chỉ và cách tập bạn cũng là khá giống như Duy. Thì nhưng mà đôi khi có tạ nặng thì bạn có cảm giác được cơ bắp hay không? Đó mới là vấn đề quan trọng. Nếu bạn không cảm giác được cơ bắp thì cơ bắp bạn không bị tác động, bạn không thể nào nhức được. Còn khi mà bạn tập với người không á thì nó nhẹ rồi. Nó nhẹ hơn thì bạn dễ cảm nhận cơ bắp hơn. Dễ cảm nhận cơ bắp hơn nên cơ bắp bạn có thể nó tác động đúng hơn. Đúng hơn thì ngày hôm sau nó sẽ nhức cơ. Như vậy vấn đề của bạn đó là bạn đang gấp tạ vào nè, 20kg cho cái bài Decline AB Crunch. Nó cũng tương đối nặng. Thì bạn tập thì đương nhiên nếu mà bạn tập đúng kỹ thuật thì chắc chắn là tốt. Còn nếu bạn tập nó chưa cảm nhận được cơ thì bạn phải tập luyện thôi chứ không cách nào khác. Vấn đề là những cái bài tập mà gắn tạ vào chân như vậy đó thì nó sẽ khó tập hơn. Nếu mà với tạ nặng bạn ăn gian, tức là bạn dùng chân, bạn đá, bạn mặc dù bạn ghi là knee crunch nhưng mà Duy không thấy knee crunch đâu hết đó, thì thấy đá toàn cái chân không à. Và cái nhất, cái thứ hai, nhiều khi bạn dùng vận dụng cả cơ lưng nữa thì nó KS với cơ bụng của bạn rồi. Cơ bụng của bạn nó không hoạt động đúng thì nó sẽ không đau. Rõ ràng cái vấn đề này là vấn đề nó liên quan tới kỹ năng rất khó. Kỹ năng rất là khó ở những cái bài này. Thì bạn từ từ bạn phải luyện công thôi. Chứ không thể nào nhìn một cái video trên YouTube mà tập liền nó sẽ đúng được. Nó phải thất bại này thất bại kia. Thậm chí bạn tập mà có người kèm bạn luôn bạn cũng vẫn phải mất thời gian. Bạn có thể lãnh hội cái động tác này. Và cá nhân Duy ngày xưa tới giờ cũng mất nhiều thời gian mới có thể cảm nhận được cơ bắp, có thể cảm giác được cơ bắp. Và Duy vẫn nói với các bạn rằng tập thể hình, cái khó nhất của thể hình đó là muscle feeling, tức là cảm nhận cơ bắp chứ không phải là cái khối lượng tạ nữa. Bây giờ Duy thẳng thắn mà có thể trao đổi bạn rằng bài mà cái bài đẩy ngực đi ha, cho nó đơn giản ai cũng biết, 100kg Duy tập cũng được, mà bây giờ 50kg Duy tập cũng được, không sao cả. Quan trọng là cái cảm nhận cơ bắp nó sẽ khác nhau, mình sẽ có cách để cho cái cơ bắp mình nó được kích thích tối đa với cái khối lượng tạ đó. Tất nhiên là quá nhẹ thì cũng không làm được, nó phải đủ nặng cái đã. Nó không cần quá nặng nhưng mà nó phải đủ nặng thì mình mới làm được chuyện đó. Chứ bây giờ tại nhà te kêu Duy cầm tạ có 10kg rồi kêu Duy tập đi muscle feeling, Duy cũng không muscle được đâu, chắc chắn không feeling được luôn. Thì rõ ràng trong trường hợp này bạn đừng có buồn, bạn cứ cố gắng tập trung và bạn luyện công ở cái chỗ này. Cái gì mình làm chưa được thì mình làm. Có những cái chuyện mình không thể nào cưỡng cầu trong một thời gian ngắn được, mà phải tập luyện nó trong một thời gian dài. Thể hình là như vậy. Đó mới là cái thú vui, đó mới là cái niềm đam mê mà mình cần phải chinh phục. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 870. Chào anh Duy, cho em hỏi về chỉ số GL. Em nhớ trong một hỏi đáp anh nói về chỉ số này, nhưng em lên thành online sợ chữ GL không ra, anh có thể giải thích về chỉ số này được không ạ? À? Cái này có, em sạch không đúng thôi, em sạch cái bài này nè. Hướng dẫn cách tìm hiểu sâu, hướng dẫn cách tìm hiểu về thành phần dưỡng trong thức ăn, hay là lên thân online.com.vn đúng không? Em gõ chữ sẹt, em để điền chữ food là thức ăn á, là ra liền. Bài đó anh có chú thích rõ ràng cái chữ GL là gì, và thậm chí trong từng cái loại thực phẩm, trong từng cái chất dinh dưỡng anh cũng đã ghi chú rất là rõ GL là cái gì. Và trong những video hỏi đáp của chị, những video dinh dưỡng của chị Hương biên soạn cũng nói rất rõ GL là cái gì đó. Em có thể tìm hiểu là những cái video em vô bất kỳ một cái video dinh dưỡng nào của chị Hương làm về tinh bột là chắc chắn em phải hiểu được GL là cái gì và GI là cái gì. Thì trên website nó cũng có, tuy nhiên ở đây anh sẽ nói ngắn gọn vậy thôi. GI phản ánh tốc độ hấp thu, tức là một cái tinh bột nó vào cơ thể mình bao lâu nó chuyển hóa thành đường thì cái đó nó liên quan tới GI. Còn một tinh bột mà một cái lượng thức ăn khi vào cơ thể mình nó được hấp thu bao nhiêu gram tinh bột thì cái đó là GL. Tức là GL nó phản ánh về khối lượng, GI nó phản ánh về tốc độ của tinh bột. Khi mình xét một tinh bột đó có năng năng hay không thì mình phải xét cả hai nguyên tố, tức là xét cả hai yếu tố này, vừa GI vừa GL. Nếu mình chỉ xét một cái thôi thì mình sẽ không đủ. Bây giờ lấy ví dụ như GL, GI của dưa hấu rất cao, 72 là một khối lượng GI rất cao. Nhưng mà 100g dưa hấu GL chỉ có 3.6 thôi thì là một cái GL rất thấp. Bởi vậy dưa hấu ăn có tăng cân hay không? Thì nếu bạn ăn với một cái khối lượng chừng 1-2-3-5g thì chắc chắn không bao giờ tăng cân hết. Tại vì GL nó rất thấp nên nó sẽ không làm cho bạn tăng cân được. Nhưng mà bạn ăn một lần 5-6kg thì cái đó chuyện khác. GL là một cái chỉ số nó tăng theo khối lượng, tức là bây giờ 100g nó cho ra cái GL là 3.6,
thì 200g bạn tự động bạn nhân đôi lên nó ra 7,2, 300g bạn nhân 3 lên. Còn GI thì nó là một số bất biến, cho dù bạn có bao nhiêu khối lượng đi chăng nữa, GI nó không phụ thuộc vào khối lượng, nó là hằng số. Còn GL nó là một cái đơn vị, nó phụ thuộc vào số lượng. Mà ở chỉ số GL này có một cái lời khuyên của Tổ chức Kinh tế Thế giới, người ta khuyên bạn rằng một ngày một người bình thường đừng nên nạp quá 100 GL, 100 GL. Tức là như Duy nói là dưa hấu hồi nãy là 3,6 đúng không? Mà ăn chừng nào mà ăn tới 100 thôi, đừng ăn hơn nữa. Tức là khi mà ăn hơn 100 GL thì nó phản ánh là cái carbohydrate bạn nạp vào cơ thể là tương đối cao rồi, nó dễ sinh ra mỡ sau này. Thì bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn qua cái bài viết nãy Duy giới thiệu bằng đó, thehonline.com.vn /food, hoặc là vô những cái video dinh dưỡng của chị Hương luyện không, thì chắc chắn là bạn sẽ hiểu được những giá trị này. Tiếp theo là câu hỏi mang mã số 871. Em chào anh Duy, em có một số câu hỏi về thực phẩm chức năng. Tự nhiên nghe tới chữ chức năng là Duy đứng hình chút xíu là bạn hiểu là gì. Mong anh Duy giải đáp giùm em. Một người bạn giới thiệu em sử dụng OneMA trước khi tập rất hiệu quả, nhưng trong quá trình tập em cảm thấy mắc ói và rất khó chịu. Trước khi tập khoảng 1 giờ em sử dụng Erismart và khoảng 30 phút em uống OneMA. Vậy anh cho em hỏi trường hợp của em là bị gì? Rồi anh trả lời luôn. Trường hợp của em bây giờ nó có hai cái nghi vấn mà mình cần phải xem xét. Thứ nhất là cái Erismart này em uống quá cận giờ tập. Erismart em lùi lên 1 tiếng nữa. Em uống xong rồi em uống OneMA coi nó còn bị hay không. Nếu mà nó còn bị nữa đúng không, mà trường hợp nhẹ hơn thì em cứ duy trì như vậy trong vòng 2-3 ngày liên tiếp coi nó còn bị hay không. Còn mà nếu vậy nó bị nữa đó thì thôi cuộc đời em chia tay với caffeine luôn rồi. Tức là trong OneMA hàm lượng caffeine nó tương đối men, nó men hơn trong bông HD, nên nó bằng mà em uống vậy em không chịu được á là do caffeine nó gây ra. Mà em như vậy á thì em đổi qua thằng khác em xài, đổi qua thằng ít caffeine hơn như là bông HD thì nó sẽ không bị trường hợp này nữa. Rất đơn giản. Nếu mà không bị thôi, nếu mà em lùi mát trước tập 2 tiếng xong rồi em uống OneMA vào mà bình thường thì cứ thế mà tiếp tục thôi, không cần gì phải đắn đo cả. Giấc ngủ đối với người tập thể hình như gì? Giấc ngủ rất quan trọng đối với người tập thể hình, nhưng khi em sử dụng OneMA thì khoảng 20 giờ sáng hôm sau mới ngủ được. Vậy anh Duy có bí quyết nào giúp cho giấc ngủ của em có hiệu quả khi sử dụng OneMA không anh? Bản thân anh cũng sử dụng OneMA, nhưng mà có lẽ là caffeine thì nó anh lì đòn với nó hơn em, nên anh không có cảm nhận được cái cảm giác trằn trọc băn khoăn mất ngủ do caffeine mang lại. Giống như ngày xưa Hương, cách đây thời gian cũng không lâu, chị Hương cũng chia sẻ với anh rằng chị Hương cũng uống OneMA trước tập, và xong mấy hôm đầu chị Hương cũng chả ngủ được. Cái đó gọi là level yếu nè, level fitness yếu, level chống cự với caffeine nó yếu quá, nó bị caffeine hành không ngủ được. Nhưng mà thời gian sau kéo dài chừng gần tuần á, giờ chị Hương ngủ quá ghê rồi, nó quen với cà phê rồi ngủ bình thường. Còn trường hợp này của em, anh cũng biết là em mới hay là lâu, nếu mà mới thì cứ thử 2-3 ngày nữa đi, ráng chịu mấy ngày đầu đi em, để cho mình làm quen với cà phê luôn. Chứ trong thực phẩm bổ sung rượu bột cao thì hầu như lần nào cũng có cà phê hết đó, mà mình không thích nghi được với cà phê là giống như một đứa trẻ đó mà nó không uống được sữa thì nó không phát triển được. Đó là mình còn phải cải thiện vấn đề này. Và có bí quyết nào để giúp cho giấc ngủ hiệu quả khi sử dụng OneMA hay không? Thì nếu mà vấn đề do OneMA gây ra thì bạn nên bỏ OneMA và đổi bơm HD đi, chứ không có cách nào nữa hết. Nếu mà người bạn không cải thiện được với tình trạng của caffeine thì mình tìm một cái thực phẩm bổ sung nó ít caffeine hơn chút thôi, chứ không có thực phẩm bổ sung nào trên đời mà nó không có caffeine mà mình tập tốt cả. Đương nhiên cái gì nó cũng tính chất hai mặt của nó phải có caffeine để nó tăng độ tập trung của bạn. Bạn đang đẩy ngực mà bạn không tập trung thì tạ nó đè bạn sau, hay là bạn chấn thương thì sao, đó là ai bảo hiểm cho bạn? Thì rõ ràng bạn uống rượu bột cao vô, rượu bột cao nó bảo hiểm cho bạn thì cái gì thì nó bảo hiểm, đôi khi bạn tập không hết. Tức là rượu bột cao bạn xài chưa hết thì về nhà nó còn nằm đó thì bạn khó ngủ, thì giờ bạn ráng bạn cày hết trong buổi tập đi, đúng không? Bạn tập cường độ cao dữ dội vô, rồi cường độ cao thôi nhưng không thời gian dài nha, tức là cường độ cao nhưng mà vẫn gối ghềm trong vòng 60 phút, thì bạn tập tạ chưa đã bạn qua bạn cardio luôn. À, xong rồi về bạn ăn mà uống mà còn uống whey protein vào thì mọi chuyện vẫn đẹp, và cá nhân Duy vẫn làm vậy thôi. Cá nhân Duy á là buổi tập nó phải cho đáng buổi tập, và rượu bột cao gì đã tốn tiền Duy mua, intra bột cao gì cũng đã tốn tiền Duy mua thì Duy phải xài cho nó đáng, xài cho nó đã,
chứ không thể nào mà mới uống liều cao vô hay là mới uống Saigon vô rồi tự nhiên bạn bè rủ đi uống Mia thôi, rồi đi uống Mia về chút tập lãng nhách. Chia sẻ với bạn tí thôi. Và câu hỏi của bạn này cũng đã khép là chương mục hồi đáp số 81. Duy xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương mục hồi đáp số tiếp theo. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p. Sau đó, các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.